Đù chê xe táo, chê xe, chê xe. Mùa trở lại với channel mình. Cút ra coi, tao đang giới thiệu. Ok, hôm nay mình sẽ trở lại với tự game lái taxi bạn. Bữa lái xe đò, giờ lái taxi đổi nghề các bạn ơi. Ở game này khá khó chơi các bạn, cũng chả biết nữa. Đây nè, mới vô đón ấy 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 ấy. Lái như thiệt luôn, là taxi sim simulator các bạn. Ê, đó đó, mới vô nhà, mới tung cái chân quả chục rồi. Rồi có chiếc McLaren đó đó đó, dừng lại, tao chùm khu phố à, đó. Vô đón các bạn. Lên em ơi. Lên. Anh da đen. No deadline, penalty. À, là thằng này nó cho nó chạy cho tới luôn mà, nó cho chơi tới luôn nên mình không sao. Rồi cứ chạy thôi, cút cút ra thôi, mà nước sôi nha. Xanh đó. Đó đó đó, nó đi bộ các bạn, nhìn tức không? Kia. Chất là ấy 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 ấy. Không, tại thằng kia nó mập quá, nó bị nghiêng bánh bạn. Nó mập quá mình nó làm nghiêng bánh. Ừ. Ủa nó đâu nhỉ? Vô lý. Game vô lý thiệt chứ. Từ. Vô lý thật sự nha. Chế độ sao bó con chạy cho nó dữ. Lên bô liền, nghe tiếng bô liền không? Hí hí hí. Vượt. Mấy chiếc McLaren. Tuổi. Ấy ấy. Xanh á, nó cứ bị gì vậy bạn? Kiểu như mập mò nó bị lệch bánh. Nè. À cái này là xin đường. Anh ta chắc vậy. Cũng không rành nữa. Nháy đèn cái xin đường. Thắng lại cái nhẹ. Lùi lại cái nhẹ. Rồi chơi tung bạn cái nhẹ nè. Chạy không mày, chạy được không mày, ngon mày chạy được không? Chạy đấy mày, chạy đấy. Chạy đi nè, trời ơi. Double kill. Làm không được có nhiều, giết người là hết tiền rồi. Vui vui vui. Cua, cua nè. Nè, cua trình độ. Ây, 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 ây. À, chắc chạy không được nhiều mà hư xe mẹ rồi. Ui. Ui, nãy giờ đập thắng mà cứ kêu người. Vô lý. À, mập mập mà, thấy rồi, thấy rồi. Vui không, ngồi sau vui vẻ cực. Rồi, ngồi sau nó gọi là du ý từ từ. Xanh. Nó kêu mình lót rồi bạn. Lạc mẹ rồi, đêm nãy hả? Không ba. Phải không? Đây hả? Và bây giờ lái cái quần què vậy. 40 cây lắm nha nha. Ê, tính ra tao mới quẹt cái nhẹ á. Bớt ăn vạ đi nha. Ăn vạ là quánh chết á. Lạc cái này mọi người, bình tĩnh đi. Né được tao ra nha. Tới nè em. Trời ơi, tự quẹt cho nó một cái rồi. Tiếp tục chứ. Gọi là phải tiếp tục đâu. Xin đường nha, xin đường nha, xin đường nè 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 nè. Nhìn chạy mô tô biết láo rồi. Nhìn chạy mô tô biết láo rồi. Trời ơi, tung hết, tung hết, bố mày tung hết. Đây, đây, lên anh ơi, anh lên ơi. Em chạy ba an toàn luôn anh ơi. Giờ tao lui không được nè. Xe gì vậy? Khó quỷ vậy. Tao đón nè, mày đung nó đi. Đó 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 đó. À được. Ủa, tính ra đón người mà. Lên anh ơi. Thằng kia ta. Ê, có gái kìa. Không chơi được giết. Không chơi được giết. Mình có nhiêu tiền nha. Thấy mình chở nãy giờ thấy trừ hết mẹ tiền rồi. Chán thiệt. Mình phải đi đường tắt cho lẹ nó ơi. Giờ nào ai đi đường này nữa, đi đường tắt cho lẹ. Ôi. Ôi 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 ôi. Ủ mẹ mày. Quẹo cua. Ui, cua nó là đẳng cấp phải cứt. Hết vô nhà ra nữa. Xin đường, xin đường, xin đường. À, sao mày hút táo? Cây nha, cây nha. À, tới nơi luôn nè. Cần phải vô chỗ vô không? Ừ. Đó. Lên. Được nhiêu tiền?
được 290. Ừ, tôn ngựa cũng được bạn. Ok, mình sẽ chuyển qua chơi chế độ này nó mới giữ nè. Lái xe nó mới chất nữa bạn. Ok luôn. Đâu giờ mình sẽ lấy đi thôi, cho hàng tù nhân này nè. Lên em ơi. Lên chưa? Cơ phải dựng lên lề cho mình lên tung chết bạn. Úi. Lên, ừ đúng rồi. Rồi đâu? Đi đâu? Destiny my chain đu đi. Ủa, mày chain quái tôi quýnh chết mẹ luôn. Lên. Khu phố nào dám đụng nào. Mình xác quốc luôn. Tung hết. Nó ghét mấy thằng đi mô tô đó. Đó, tung chu mông lên đi. Thôi. Lấy bằng anh ơi, chưa quen nên có gì mình chọn, nhưng mà em chạy chế độ sport được. Anh yên tâm, phê lắm. Đi là một đi không trở lại anh ạ. Ơi, mất lái. Ơi. Ơi, ơi có xe cứu thương đâm vô cái đi vô bệnh viện luôn đường đấy. Nhường đường, có người. Ơi. Đúng rồi. Thắng là cái. Ôi trời, vô luôn. Ok bạn ơi, mới kiếm tiền nha, bớt vô cái đụng ăn vạ rồi lấy 30 đô thao y cây á. Sẽ chạy là góc nhìn thứ nhất bạn. Đục ghê à, lết luôn, đúng là chế độ xe bót của mấy ông taxi cũng ghê thiệt. Giờ mình mới biết bạn. Hay à, kiếm gái chở chơi. Mấy ông trai bỏ tung hết. Đây. Hello. Lên đi, mất tiêu luôn. Lên, thấy không? Vô mình phải thể hiện, mình lết một cái liền. Lên lè rồi. Mình phải đi đường tắt nữa, ai đi lên đường đó luôn. Nè, người ta đi đường tắt thường thừa các bạn. Bỏ tốn tiền xăng. Có bạn nè. Cái lũi mình phải lũi vô mấy lô cao su để mình đi các bạn. Red light gì tầm này. Red light gì tầm này. Sánh. Đó mấy thằng vạ gì tức lắm. Mình rõ ràng mình đi vậy mà nó dám nó đâm mình. Cây thiệt. Cút ra chỗ tao giao coi. Cút nha. Lại phát. Không người lùi lại phát đó. Cút đi. Nhiều tiền. Trời trả ít vậy. Ít hả? Trả ít. Chết. Trả tiền quá. Trả tiền quá. Gì đây? Lên góc nhìn ha. Ừ được. Tao lừa tình mày hỏi ba tao chở này nè. Hello chị Đại. Nhìn lại biết. Ít đù. Chê xe tao. Chê xe. Mày. Anh ơi em chở nè anh ơi. Đâu vậy? Giỏi thế nhỉ. Sao anh giỏi thế nhỉ? Giỏi nè. Chết đi anh ơi, chết mẹ em đi. Rồi lái xe an toàn. Ừ an toàn mà. Nó đâu? Đi về. Trời ơi. Lái xe an toàn. Ủa, cái sớm nào đây ta? Đâu? Rồi nè. Rồi mình sẽ khám phá sớm này bạn. À kiểu như cái chỗ đổ xe bạn. À phá game là chính. Kiếm mấy anh bạn cũng tung chơi. Chở gì tầm này nữa đúng không? Chở bạn gì tầm này nữa. Ui. Trời. Nó bị dướng trên chiếc McLaren rồi bạn. Qua luôn. Kiếm người tung chơi ra. Hello. Không có cảnh sát nha. Đủ xanh. Cút. Bố đang làm nhiệm vụ. Wow. Rồi á. Đó. Xe tao mới sửa. Trời. Tung cũng được nữa. Cái gì vậy? Xe bị hư rồi, xe gì? Ủa gì vậy? Tao có chở mày đâu. Mày điên rồi. Con này nó kêu không có chở trên gì vậy bạn? Trên 80.
mao trên giờ là bao nhiêu đó mà cũng chả biết nữa. Bao nhiêu km trên giờ mà cũng chả biết nữa. Cái độ xanh không phải tao nha. Cút đi. Có biển không nha? Phóng mẹ ra biển đi. Đó, lái như cái liền vậy. Lộ đạo gì? Trừ ông tung hết. Chết. Gặp là giết. À, lái vô thành phố lớn lên. Kiếm vài chỗ đậu xe lên. Tung cái nhẹ. Cà khịa hàng mô tô cái nhẹ. Ây ây ây. Quay người lại. Mày xả bưởi. Xe hơn tao. Tung hết. Ok, tập này mình chết nữa. Nếu bạn thấy video này hãy để lại một like, một subscribe và ngoài ra chia sẻ.